chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Hello, xin chào 500 anh em của băng hải tặc xăm soi, lại là mình đây. Trở lại với chuyên mục chém gió thành bão, phân tích con gà có trước hay quả trứng có trước. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục một câu chuyện thời sự nóng hổi One Piece 24/7 đây. Ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ lấy trận chiến và cuộc đối thoại giữa Marco Phượng Hoàng với hai mẹ con Big Mom Pero Pero làm tâm điểm nhé. Không lâu trước đây, liên minh đầu dứa bánh kem giữa Marco và Pero Pero tạm ngưng hoạt động sau cuộc nói chuyện thương thảo với bà mẹ nhà người ta, Big Mom. Bà ta sau khi trao đổi với NIC, người yêu cũ Kaido, đã nảy sinh ý định thay đổi mục đích ban đầu khi đến Wano này. Trước tiên không chỉ vặt đầu thằng Cao Su ra làm bóng đá, sau đó thì có lẽ là nối lại tình xưa, gian phu dâm phụ kiếm, song hỉ lâm môn. Đối chứ thôi, vậy âm mưu thực sự của mẹ đại là gì khi mà chịu bắt tay với kẻ không đội trời chung với mình suốt mấy chục năm trời? Bên cạnh đó, liệu mối quan hệ hợp tác tâm giao giữa Marco và người huynh đệ Pero Pero có diễn ra tốt đẹp một lần nữa trong tương lai? Được hay không, sau cái màn dương cung bán chim đó? Hôm nay cùng xăm soi phân tích và tìm hiểu tất tần tật cả nguồn gốc lẫn rễ về vấn đề này nhé! Tóm tắt cuộc nói chuyện của Big Mom, Pero Pero và Marco. Ở chapter 992, ta đã thấy rõ ý đồ liên minh của Big Mom với Kaido là không thể bàn cãi. Đó là một câu chuyện dài, để mình kể khúc giữa cho các bạn nghe nhé. Ngay cái cảnh đầu dòng đầu tiên, bà đã khẳng định không nghe lời khuyên từ con trai mình, đó là Pero Pero. Bà ta nói, việc liên minh với Kaido là tao quyết, tao hiểu rõ hắn, mày không tin tao à? Điều này cho thấy Big Mom đã suy tính kỹ lưỡng về liên minh Big Kai là như thế nào, chứ nó không phải xuất phát từ ngẫu hứng mà ra. Bà ta biết rõ việc mình đang làm là gì. Một khi mà mẹ đã cho là đúng thì Perot có nói gì thì cũng thành sai, sẵn sàng đe dọa thằng con trời đánh của mình đi đắp chiếu nếu như mà dám buông lời ngăn cản. Còn Pero Pero, hắn một mực nhấn mạnh với mẹ lớn về mục đích của cả gia đình. Tất cả chúng con trong gia đình mình vẫn mong một ngày mẹ trở thành nữ hoàng hải tặc. Hắn ta cảm thấy khó hiểu về cái liên minh chết tiệt này, mặt nặng mày nhẹ với mẹ mình. Có lẽ trong đầu hắn đang mường tượng ra cảnh gọi thằng già Kaido một tiếng, cha dượng. Nghĩ đến thôi đã sởn cả gai ốc lên rồi. Tại sao phải kết cấu với một kẻ đang ngán chân con đường mà mình đang đi cơ chứ? Sau khi mà thấy mẹ lớn quá cứng rắn với quyết định của mình, Perot chỉ có biết gật đầu. Con hiểu rồi, con thấy vững rồi ạ. Ngoài miệng thì dạ thưa, bên trong thì không phục. Anh em hãy để ý ánh mắt của Perot lúc này. Đôi mắt hắn đúng kiểu, vậy chứ không phải vậy, bằng mặt mà không bằng lòng là đây. Anh em đặt mình vào vị trí đó thì sẽ hiểu. Ngăn cản là chết, kẻ biết nhẫn nhịn chờ thời cơ mới là người thông minh. Sử sách có câu, nhất thời mới là trang tuấn kiệt. Cuối cùng thì nội dung cái liên minh Big Kai là gì mà khiến cho Big Mom lần này đặt cược lớn đến như vậy? Marco nhận thấy tình hình quan hệ hợp tác không còn ổn nữa nên đã quyết định dừng nó tại đây. Marco bảo rằng, mục tiêu của chúng ta, diệt quỷ Kaido không còn là việc để bàn cãi. Ta đã chấp nhận đề nghị của ngươi nhưng... Nhưng gì thì chúng ta vẫn chưa biết được. Tiện nói về Marco, nhiều bạn lúc này thì sẽ thắc mắc như Big Mom vậy. Tại sao một người như anh ta lại đến Wano xa xôi để giúp đỡ Luffy? Có thể anh em đã biết hơn 20 năm trước đây, khi mà con tàu Moby Dick của Dâu Trắng đã trôi dạt đến Wano, Marco khi ấy chỉ là một tập sự mà thôi. Anh ta cực kỳ quý mến Oden khi ông ấy trở thành thành viên chính thức của băng. Bởi đơn giản, nếu ai tiếp xúc và chiến đấu cùng Oden thì chắc chắn sẽ đem lòng ngưỡng mộ vị samurai vĩ đại này. Và sau này khi mà băng Dâu Trắng chiến đấu ở Marineford, Marco lại một lần nữa gặp được một thằng nhóc có tính cách y như là Oden trước đây. Luffy và Oden đều là những kẻ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ là không được tự do. Oden thì đã chết dưới tay của Kaido, còn Luffy thì đang chuẩn bị chiến đấu trả thù cho ông ấy. Vậy nhiêu đó đã đủ lý do để Marco thực hiện lý tưởng sống rồi đúng không? Cái mà anh ấy nói với Big Mom là không phụ thuộc vào bố già. Trở lại câu chuyện qua lời nói của Marco, có thể thấy rõ Pero Pero là người đã đề xuất thành lập liên minh và hắn nói cho anh ấy biết những lợi ích của nó. Một mục đích to lớn nào đó đã nối hai người bắt tay với nhau. Phải chăng kẻ thù của kẻ thù là bạn? Cả Marco và Pero Pero đều không ưa gì băng bách thú cả. Pero Pero có lẽ đã biết được một bí mật nào đó, một điểm yếu của Kaido hay chăng? Ví dụ như là được món nợ mà Kaido đã vay của mẹ mình, rồi dùng nó làm con bày tẩy cũng nên. Cũng phải thôi, Pero là con trai của Big Mom. Tất nhiên sau bao nhiêu năm chinh chiến cùng mẹ lớn, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng phải qua tay tên la liếm này. Đặc biệt mà từ khi biết được liên minh của hai tứ hoàng, Pero đã vô cùng bực tức đến độ là một thân một mình tìm đến Onigashima để gặp mẹ đối chất. Hắn muốn nhà Charlotte phải là kẻ thống trị thế giới, chứ không muốn liên quan tới mối quan hệ phức tạp với băng dã thú.
cho nên hắn mới ra yêu sách với Marco vì anh ta cũng có chung mục tiêu là Kaido. Chỉ có điều liên minh ngắn ngủi của hai người họ chỉ tạm thời đứt đoạn ở đây mà thôi, chứ không phải là kết thúc hoàn toàn. 1. Tại sao Big Mom không thể tự tay kết liễu Marco? Tiếp tới là ở chap 995, sau khi bị mẹ đại mắng xối xả vào mặt một hồi, biết được rằng kèo liên minh giữa tàn dư dâu trắng không được Big Mom đồng ý, hơn nữa còn xảy ra xung đột lớn giữa hai người. Chúng ta thấy được sự chênh lệch khá lớn giữa sức mạnh của Tứ Hoàng và đội trưởng số 1 là như thế nào. Tuy rằng ngọn lửa xanh Phượng Hoàng là loại đặc biệt có thể đốt cháy lửa thường của con Prometheus, nhưng với sức mạnh vật lý kinh khủng của mình, Big Mom túm chặt cổ Marco một cách dễ dàng, sau đó thì ra lệnh cho thằng con lưỡi dài của mình kết thúc bằng bộ môn dương cung bắn chim. Xin lỗi nhé Marco, tao đã định nhờ mẹ trợ giúp cho việc hợp tác rồi, nhưng mẹ khiếp nó, mà tao đã muốn giết mày cũng từ lâu lắm rồi, thật lỗ bịch. Đó là đoạn hội thoại của hai người. Âm mưu lật lọng của lưỡi dài Perot thì mình cũng chẳng bất ngờ, cho dù hợp tác được hay không thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ quay trở lại cán liên minh của chúng ta mà thôi. Điều mình thấy là ở đây là tại sao Big Mom không tự mình kết liễu Marco được trong lúc đó, mà cần đến sự trợ giúp của thằng con là sao? Mù vẫn còn một tay để làm việc này cơ mà. Phải chăng ngọn lửa xanh của Marco chính là khắc tinh lớn nhất đối với các đòn tấn công dạng nguyên lý từ mụ? Vấn đề này chúng ta sẽ bàn thêm sau nhé. Sau đó khi thấy tình hình trở nên căng thẳng hơn, biết được rằng đây là trận chiến đấu vô nghĩa nếu như là cứ kéo dài thời gian, mụ ta bỏ đi, quay trở về bên trong lâu đài. Marco, thế mày muốn giết tao, vậy thì lần sau cố gắng nữa đi nhá. Đánh với mày chả có lợi ích gì cho tao. Yếu tố 2, mối quan hệ hợp tác Marco-Perot liệu có tái diễn? Tiếp theo Perro sẽ làm gì sau khi bị ăn đòn khá thê thảm từ chị em tộc Min? Để biết được chắc chắn mục đích của Perro, chúng ta cùng quay ngược thời gian về quá khứ một chút, tìm hiểu rõ nguyên nhân này. Ở chapter 981 trong lần thứ 2 vượt thác lên Wano, các đứa con của Big Mom thì đã nghe được tin tức liên minh lịch sử với băng dã thú của mẹ. Ai nấy thì đều sửng sốt, Perro đã nói rằng, mẹ mất trí hay sao? Còn Smoothie vẫn đóng vai trò kép phụ như là mọi khi, đó là việc của mẹ. Daifuku thì nhấn mạnh, liên minh, đừng có quên lý do ban đầu chúng ta tới đây chứ. Hai đứa khác nghe thấy liền khẳng định phải bắt sống bằng được tên mũ rơm chết tiệt, treo tên hắn lên trước mặt bàn quân thiên hạ để hả dạ. Từ đó thì chúng ta có thể thấy được mục đích ban đầu của băng Big Mom là truy đuổi Luffy mà thôi. Cho nên khi mẹ mình liên minh Kaido họ mới hoảng hốt như vậy, nhưng chúng vẫn hăng hái tuyên bố rằng băng Big Mom sẽ càn quét tất cả. Lấy đầu thằng mũ rơm cái đã, rồi liên minh đó tính sau. Tiếp sau đó cũng chính tại địa điểm này, lần trước thằng King nó đạp cho một phát con thuyền bay vèo xuống chân thác. Ok, con lần này, một con chim khác xuất hiện, cũng khẽ ra lửa, móng vuốt sắc nhọn nhưng lại không đen hôi. Marco bay lên trước mũi thuyền workshop băng Big Mom. Ở đâu đến thì lại về nơi đó nhé, chào. Thế là cả băng được lướt sóng again. Khác với lần trước, bây giờ Perot có kinh nghiệm hơn rồi. Kinh nghiệm là nghiệm lại thấy kinh. Hắn rời nhóm dùng năng lực của mình tạo ra kẹo dẻo để di chuyển trên mặt nước. Bằng cách nào đó thì hắn đã một mình đi đến Onigashima tìm mẹ lớn để hiểu rõ sự thật. Ngay lúc này, Marco và nhóm Nekomamushi gặp lại Kiểu Hồng Bao. Chưa chào hỏi nhau được mấy câu thì Marco đã bảo rằng, tôi cảm thấy có cái bóng ngoài biển, để tôi đi kiểm tra. Trong khi ở đấy thì không ai cảm nhận được điều đó, Marco thì có, chứng tỏ Haki quan sát của anh ta không phải dạng tầm thường. Cái bóng đấy không phải ai khác, Perorin, và thế là cuộc gặp định mệnh giữa hai người anh em, tuy không cùng cha nhưng các mẹ Marco, Perro diễn ra. Như mình đã đề cập ở phía trên, Marco bảo rằng anh ta chấp nhận đề nghị hợp tác của Perro. Vậy cụ thể nội dung hợp tác, lợi ích mà Perro đã nói với Marco là gì? Perro là một kẻ tuy gian xảo nhưng rất đề cao những việc trọng đại. Bằng chứng là khi ở đảo bánh, hắn chính là kẻ thay Big Mom, chỉ huy ra lệnh cho các anh em của mình chiến đấu. Phải nói hắn giống như một quân sư của nhà cha Lotte vậy. Với một kẻ như hắn, liên minh với Marco chắc chắn có một âm mưu to lớn, chứ không phải là chỉ việc truy đuổi Luffy, mà liên minh với một người đang muốn trợ giúp Luffy. Vậy khác gì cõng rắn cắn cả nhà đâu. Âm mưu sâu xa của Perro là gì? Chắc chắn phải có liên quan tới Kaido thì Marco mới có hứng thú đúng không? Ở đây hai người này đã đề cập tới 4 chữ diệt quỷ Kaido. Tại sao họ gọi Kaido là quỷ? Tại sao thế giới gọi Kaido là sinh vật mạnh nhất? Có chăng Kaido không phải là người à? Việc Kaido có phải là một con người hay không, là một chủng loài nào đó thì chúng ta phải chờ Oda tiên sinh xác nhận điều này. Nhưng qua lời nói đó của Marco, ta thấy tầm quan trọng của mối hợp tác với Perro là không thể bàn cãi. Có vẻ như anh ta khá tiếc nuối khi mà phải tạm chấm dứt mối quan hệ này.
Để đánh bại một kẻ từng giết chết Oden, người Marco tôn trọng gọi là Senpai, anh ta hiểu rõ trận đánh này còn lớn hơn cả ở tổng bộ hải quân. Là một người thông minh, anh ta thừa biết điểm nào lợi, điểm nào hại. Vì thế anh ta mới xuống quyết định nhờ sự trợ giúp của Perro, một kẻ có kho kiến thức tốt hơn anh ta về băng bách thú. Ít nhiều thì Perro cũng được mẹ lớn Big Mom kể về những bí mật khi mà bà ta và Kaido lúc còn chung tàu ở Rock Đi Xe Bét. Vậy đâu là thời điểm thích hợp để cuộc hội ngộ này tái diễn? Rất có thể sau khi mà nhóm Luffy tham chiến chống lại Big Kai, bộ đôi Perro cùng với Marco ra tay giúp đỡ. Hoặc là hắn bị bắt làm nô lệ phục tùng quân ta, giống như tên Caesar Cloud trong chương đảo bánh vậy. Trí thông minh của Perro kết hợp với khả năng chiến đấu của Marco, đây không phải là một liên minh tồi chỗ nào. Các bạn đừng lạ gì khi mà Perro sẽ đánh cả mẹ mình, hắn từng có ý định lên cầm đầu nhà Charlotte, nên nếu có cơ hội tốt lật đổ vương quyền như thế này thì có xá gì lại bỏ qua cơ chứ. Còn Marco vừa trả thù được cho Oden Sama, vừa hoàn thành tâm nguyện của Ace và bố già giúp đỡ cho thời đại mới Luffy, coi như anh ta hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng trước khi mà về vườn rồi. Nếu Marco có phải hy sinh trong trận chiến này để tiếp bước cho thời đại mới thì đó đúng là cái kết viên mãn cho một nam nhân. Hy vọng cuộc tái hợp của bộ đôi kẻ thù của kẻ thù là bạn Marco với Perro sẽ tạo ra chìa khóa để nhóm Luffy dứt điểm tứ hoàng Kaido. Yếu tố thứ 3, âm mưu của liên minh Big Kai. Như anh em đều biết, trong arc trước, arc đảo bánh, nhóm Luffy vì cứu Sanji đã quẩy tương mừng buổi tiệc trà của Big Mom như thế nào, khiến bà ta bẽ mặt, Katakuri bị đánh bại, uy tín gia tộc Charlotte bị hư hại trầm trọng. Nên tất nhiên, mục đích đầu tiên để cả họ nhà này bám đuôi Sunny đến tận Wano không khác gì là phải xin bằng được cái tiết của ngũ hoàng Luffy mang về làm chiến lợi phẩm. Thật sự mà nói, mình rất mong chờ cuộc tái đấu của băng Big Mom và băng Mũ Rơm, một trận chiến đúng nghĩa hơn. Lúc trước thì chỉ có mỗi Katakuri là đánh thực sự dã hồn, còn lại các thành viên của băng Big Mom vẫn chưa thể hiện hết sức mình. Tiêu biểu như là chị gái Smoothie nắm trong tay sức mạnh truy nã gần 1 tỷ bạc mà vô hại quá trời luôn. Nếu so thành viên băng Big Mom thời điểm ấy với băng dã thú hiện tại thì mình thấy khoai lắm. Cho nên ở một arc quan trọng như này, arc mà bác Oda bảo là hay nhất từ trước đến nay, ít nhiều chúng ta cũng cần thấy được sức mạnh thật sự của các thành viên băng tứ hoàng là như thế nào. Tiếp theo trong đoạn đối thoại với con mình, Big Mom một mực khẳng định với Perro rằng liên minh với băng dã thú là do bà ta quyết định. Mình có thể chắc chắn một điều, cái liên minh này lập ra không chỉ để túm đầu cu lù không đâu. Và Kaido cũng không ngu ngốc đến mức độ đó, bị mẹ lớn lừa dễ dàng như vậy. Thế mục đích của hai người này trong liên minh Big Kai là gì? Điểm lại một vài chi tiết trong quá khứ nào. Chúng ta đều biết rằng 38 năm về trước, Big Mom và Kaido cùng là thành viên băng hải tặc mạnh nhất lịch sử, băng Rock Đi Xe Bít. Đấy, băng này tuy mạnh thật đấy, toàn những tên cọng cán như là Sư Tử Vàng, Diều Bạc, Thuyền trưởng John, Ngũ Phong, nhưng chúng chả ưa gì mặt mũi nhau cả. Kaido và Lin Lin cũng không phải ngoại lệ, cho nên việc một trong hai hoặc cả hai vị tứ hoàng này đơn phương chấm dứt hợp đồng là hoàn toàn có căn cứ. Tuy nhiên chỉ khi họ đạt được mục đích ban đầu, nên miễn sau khi mà còn chưa đạt được mục đích đó thì chí ít hai người họ vẫn mang danh nghĩa đồng minh với nhau. Trong đoạn hồi tưởng về Kozuki Oden, nhật ký hải trình của ông ta có đoạn ghi chép rằng Roger đã phải lén lút đột nhập căn cứ của Big Mom để ăn trộm thông tin về tấm polyp. Roger cũng tiết lộ rằng ông ta được tặng một tấm từ Dâu Trắng và còn một tấm ở Wano theo lời của Oden. Vậy chúng ta biết được Wano đang sở hữu tấm polyp màu đỏ vô cùng giá trị và hiện tại nó đang thuộc quyền sở hữu của Kaido 6 múi. Chỉ cần gom đủ 4 tấm màu đỏ, chúng ta sẽ dẫn tới hòn đảo cuối cùng, Log Town, nơi chứa kho báu của Joy Boy, của vua hải tặc. Cái mà tất cả mọi người đều ra khơi nhắm tới, One Piece. Chúng ta đều biết ước muốn của Lin Lin chưa bao giờ nguội cạn, trở thành nữ hoàng hải tặc. Vậy phải chăng bà ta đang nhấn vào tấm polyp màu đỏ này hay sao? Đó chỉ là suy đoán của mình. Mình nghĩ nó hoàn toàn có căn cứ khi mà cả họ nhà Charlotte lặn lội vượt biển vượt thác đến Wano xa xôi này. Mục đích mà chúng ta có thể thấy rõ nhất của liên minh Big Kai là vũ khí cổ đại. Hẳn anh em còn nhớ khi mà buổi tiệc ở đảo Oni bắt đầu, Kaido đã đứng lên tuyên bố rằng liên minh mạnh nhất thế giới sẽ được thành lập, băng bách thú và băng Big Mom chính thức hợp tác. Và không khác gì ngoài mục đích dùng vũ khí cổ đại thống trị thế giới này. Vậy trong 3 loại vũ khí cổ đại Pluton, Poseidon, Uranus, hai ông bà già này đang muốn nhắc đến loại nhỡ. Chúng ta đều biết Poseidon chính là công chúa của người cá Shirahoshi. Hiện tại thì cô vẫn an toàn ở đảo người cá. Còn bảng thiết kế Pluton thì Franky đốt quách nó mất rồi. Vậy duy nhất Uranus là chưa xuất hiện và không có nhiều dẫn chứng về loại vũ khí này. Chúng ta chỉ biết được bác Oda đã đặt tên 3 loại này theo tên những vị thần Hy Lạp. Khả năng cao hai tứ hoàng này đang nhắm vào vũ khí Uranus theo lời của Kaido thì nó sẽ giúp ông ta nhanh chóng thống trị thế giới.
đặc biệt là đương đầu với bọn SSG, lực lượng mới của chính quyền, cái mà đã thay thế vị trí của Thất Vũ Hải. Và không gì khác, mục đích cuối cùng là tìm ra kho báu 1P. Khi mà cả hai người gần nhất với kho báu này liên kết, hàng loạt thông tin sẽ được phơi bày, họ sẽ cùng nhau đi đến chặng cuối cùng hay là sẽ trở mặt thì vẫn còn chưa biết. Nhưng với bản chất của thành viên băng hải tặc Rock, nhiều khả năng một trong hai rồi cũng sẽ phản bội nhau mà thôi. Ok, vừa rồi mình đã phân tích mục đích thật sự của Liên minh Big Kai và khả năng tái hợp của Marco Perro. Các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Comment bên dưới cho mình biết nhé. Mình là Sam Soi, chúc anh em một ngày tốt lành nhé. Bye bye!